làm thay nhà nó ngọt ngay luôn, nấu mì ăn là thay gì luôn á. Lời nói đầu tiên, Tuấn Cần Thơ Vlog 2 xin gửi đến cả nhà thân thương lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi chân tình và lời chào trân trọng nhất. Bữa nay thì Tuấn đi về vườn để tiễn những cái măng tre. Cả nhà thấy những cái măng tre nào mà nó đạt không đạt chuẩn đó, đó thì mình tiễn đi, mình không nên để cây đó cho nó mọc cái măng bự như vậy nè cả nhà. Đó, để cây lại như vậy nè. Đó. Bây giờ Tuấn mời cả nhà mình cùng đi tiễn măng với Tuấn nha. Đó. Đó thì cả nhà thấy nè, đó bu tre này là có hai cái tre cao lớn đó, mà giờ lên là năm một măng rồi đó, cả nhà thấy không đó. Thì bữa nay là cũng là ngày hôm nay chắc ngày 25 rồi, 25 tháng 10 đó, 2023 đó. Thì vườn tre tứ quý của Tuấn là bây giờ bước sang mùa khô, là hiện tại bây giờ cả nhà thấy đó, đậy cỏ tứ nước tứ phân thì giờ măng nó lên gì nè. Đó thì mình lại một mục nè, hai mục nè, ba mục, bốn mục, năm mục, hiện tại giờ bữa này lên năm mục măng đó, cả nhà thấy không đó. Mà rễ nó ra nè cả nhà thấy nè, nếu cả nhà mình không đậy cỏ thì cái rễ này không bao giờ nó ra. Cái đó là Tuấn nó cũng đã chia sẻ nhiều clip rồi, không bao giờ ra. Thì cái tre nó không có giữ cái độ ẩm thì cái tre mình nó không bao giờ nó xanh được, không bao giờ xanh thì cái tre mình không bao giờ mà nó lên măng được. Cái đó mình nói nó rõ ràng luôn đó. Đó cả nhà nhìn thấy đã đời chưa, thấy không nè đó. Đó thì cái bụi tre này thì đừng nói là mình cái mục này là mình tiễn, cái mục này mình tiễn, mục này mình chừa nè cả nhà, mục này mình chừa nữa nè, đây, đấy nè. Đó mà giờ mình chưa có bứng nè, cái mục này thì chắc mình bứng quá, xuống mương ở nhà xuống mé mình mà bứng, nó đúng ra nó chưa đúng sức nữa. Thì cái phần tiễn măng nó cũng rất là quan trọng cả nhà. Bây giờ tiễn măng mình tiễn mấy cái mục măng nhỏ cho mục măng nó sẽ lên mục măng bự hơn nha, cái nó rõ ràng vậy đó. Như này Tuấn bứng mục măng này là Tuấn cắt cái tre này nè, tre này Tuấn không để nữa nè. Bây giờ Tuấn sẽ mời cả nhà mình cũng đi dài bứng măng đó, mà mình những mình cây măng nào mà nó không có đủ năng suất rồi mình để cây thì mình không nên để nữa cả nhà đó. Để nó vậy là nó làm đi giảm cái năng suất của tre mình đó. Tre của Tuấn là lúc nào cũng đầy cỏ hết trơn nè. Hai mục nữa nè cả nhà, nó phải mục đâu mà, thấy không? Đó. Nó lên cũng em như cái bụi nãy đó, à, thấy không? Đã không? Đó. Cái chè có bị lớn đó, hai mục băng này bự nè. Cái bụi này thì nó lú lú dưới trên nó chưa có đầu. Đó, đây là cả nhà thấy nè, cái bụi này nó cũng lên măng nữa nè, thấy chưa? Măng này nó là bự nè, giờ nó ra cái nhà thấy cái chậu chưa? Đó. Đã không? Bên này thì có. Đó. Vậy nó ra trắng quả trên cả nhà thấy ham chưa? Nó lú mặn trơn rồi đó. Đúng ra cây măng này Tuấn không có để che nữa nè, cái xe xuống mưa Tuấn không để nữa mà thôi, mới nó lỡ cao rồi thôi để luôn á, cả nhà thấy. Đó, còn phần về chiếc che nhánh thắng nắng cả nhà thấy nè, đó dễ ra khủng luôn cả nhà thấy không. Nếu mà cả nhà mình muốn chiếc che thắng nắng thì nó ra rễ, thì cả nhà mình phải làm cái như là nắng đất nó cũng phải là ráo ráo như cây như Tuấn hay gì đó đó, mà phải tưới nước. Trước khi mình tưới là Tuấn có đã quay rồi, tưới trên đọt cây, tưới dài xuống, tưới dài bầu luôn, rồi nói chung nó mới ra rễ. Còn mình tưới phân cho tre đó cả nhà, nó có điều kiện cái gì nó mới ra rễ đó, nghe thấy chưa? Nè, rễ nó ra trắng phiếu trên cả nhà thấy không nè. Đó, mình lên một băng này là bự nha cả nhà. Mà cả nhà thấy cái bầu tre này nè, đó rễ nó ra nè, ở này nè, thấy chưa? Cái này chiếc mấy con từng mấy nè mới ra rễ có đó đó hả?
mà măng nó vẫn lên bình thường đó, cả nhà thấy chưa, vừa chiết và vừa lấy măng được luôn. Cái đó mới quan trọng nha cả nhà. Đó, trồng tre tưới lá to thì phải mình phải làm cách nào đó thì Tuấn đã chia sẻ, đậy cỏ, tưới nước là quan trọng, tưới phân đó là chỉ có nhiêu thôi, là mình về phần mà tiễn cây nữa rồi tiễn măng đó. Thì bữa nay Tuấn tiễn măng cho cả nhà mình thấy là cái măng nào mà nó không đạt chuẩn thì mình cứ cắt đi, mình đừng có chừa cây đó, nó vậy đó, nó sẽ lên cái măng sau đó bự, măng sau bự nó sẽ đạt chuẩn hơn đó. Thì như cây măng này Tuấn để cây nè, thấy không đó, cây măng này bự nè, đó đạt chuẩn nè đó, mà nó nằm ngoài, nó từ gốc tre nó nằm ngoài nè đó, như gì mới để nè đó, mai mốt nó ra cái măng khác thì mình bứt nó lại có gì cả nhà, cái sẽ thành cái hữu cơ nè, em mới thấy này nó thành cái hữu cơ đó, đó. Mà dưới gốc là bữa nay Tuấn tới đây tới đặt cái nước rồi dạch ra nó vẫn còn độ ẩm với nè cả nhà, mà bữa nay cái đập nó bị ấy nè cho nên nước nó cạn nó đi tưới được không nữa. Cả nhà là bảo đảm cả nhà luôn mà chiếc tính. Đó, mà giờ thấy là như lúc nào cũng nhánh rễ, nói chung là rễ là nhánh nào nhánh ấy luôn thiệt cả nhà, giờ thấy thì chứ không phải nói mễ đâu. Mà chiếc còn đơn giản chỉ trình non với đất dưới mà xơ dừa thôi chứ không có gì khác nữa hết á. Đó, mà tính chiếc thì tính tưới nước, tưới phân, nói chung là ra rễ rất là đều luôn. Nhà thấy gì đó. Đó còn đây bên này lên một măng này nè. Thấy chưa? Đó. Ở nhà đây cỏ cái dưới này nó mềm nè, nó xốp, nó lên măng nó rất là ổn định hơn, còn mình để mình đậy mình vô đất rồi kia là nó không có bằng đâu cả nhà ơi, nó sẽ hư đi cái gốc tre mình đó. Nó càng ngày nó càng nhô lên đó, mình xử lý được vậy đó. Này cả nhà thấy là một ngày nó đạt chuẩn nè, đó nó đạt chuẩn bự rồi, nó cái tre là mình để cho nó bự lên đó, mà từ đây nó nhảy ra đây đó thì mình để cái tre mình thì nó hợp lý hơn, còn cái một măng mà nó nhỏ thì mình để cái tre lên, nói chung là cái cây nó không đủ sức, nó cung cái măng sau thì nó dở lắm. Đây nè cả nhà thấy nè, đó thì như cái một măng này là mình không nên để nè, nhà thấy không? Đó như một măng nữa nó sẽ nhảy bên đây nè, còn một măng này là mình sẽ bứng nè. Đó, bứng về nó mì nấu mì rồi ăn. Đó. Ngon lắm. Nhà thấy không? Nó nhỏ gì mà nó mọc con kẹt, mình để cây là nó đâu có giá trị gì đâu, nói gì đó. Nó không có đạt được cái mà mong muốn của mình giống như vậy đó. Bây giờ nó lú lên lên cho nè cái nhà đó, măng của Tuấn là giờ lú rồi nè. Đây lúng bên đây nè. Quay vô quay cận cảnh cho cả nhà mình thấy luôn đó. Thì cái mùa này mùa nắng đó, hiện tại mùa nắng bây giờ nói chung cả nhà thấy đó thì mình ta đâu có măng đâu. Đó, mà Tuấn làm là luôn bốn mùa là có măng. Lúc nào lại vườn Tuấn cũng có măng chân lai gai lai gai lai gai cả nhà. Đó nó thiệt luôn. Chứ không phải mình nói một cái miệng đâu. Đó thì cả nhà thấy là măng bự lên đó nè. Đó thì Tuấn để cây rồi đó. Đó. Cái này là Tuấn để cây nè. À, dài bỏ nhánh này, cứ bẻ nhánh chiếc rồi cứ cắt cái tre này đó, nó gì đó. Còn mấy bụi này bây giờ là đang ú dưới trời đó, lú măng dưới trời chứ phải lú đâu. Nó hai bụi này chắc có lẽ chút bướm một quá à. Thì hiện tại các nhà thấy không, nó một cây tre này cả hai một măng gì nè, đó nó đạt chuẩn đó, đúng ra hôm kề Tuấn bướm một mà chưa một thôi à. Đó thì mình chưa như vậy là cái đệ thế nó mạnh hơn, mà bây giờ nó lỡ cao rồi thôi, tôi không bứng luôn, là chừa luôn. Cái gì đó. Bên đây. Bên đây các nhà thấy thì hai một măng này thì một măng này mình để nè. Đó, một măng này mình để, một măng này mình bứng nè. Đó, mình không nên để một măng này. Nó không đủ chuẩn, với thứ hai đó là nó xuống mương. Xuống mương rồi đi mình cản cho mình tưới đó. Cho nhảy cho lên thôi.
măng này cả nhà thấy không đó. Mà bụi nào Tuấn cũng đẩy cỏ hết trơn nha cả nhà, chứ không phải là bụi nào mà bụi đẩy hả, bụi không đẩy đâu nha. Đó thì sang cái bụi bên đây thì bây giờ đủ cây này cả nhà thấy không đó, mà nhánh chiếc thì lên chơi nè. Nó dài bữa Tuấn sẽ chơi theo bẻ từng nó, Tuấn bẻ đó đã giao cho khách hàng 2,5 nhánh vậy đó. Thì tre Tuấn lúc nào cũng có nhánh tre chiếc hết trơn, cũng có mang hết trơn cả nhà. Ở vì cho nên nhiều khi bà con hỏi mua mà Tuấn nói không có, bây giờ chiếc nhánh không có. Tại vì mình tập trung, ví dụ người ta đặt bao nhiêu là người ta đặt cọc rồi mình thấy chiếc cho đủ cho người ta, đủ tới đặng tới ngày giao cho người ta, ví dụ có dư ra mới bán lẻ cho bà con được đó. Và cho bà nên bà con không cảm cái chỗ đó cái gì đó. Ở một măng này Tuấn cũng bứng luôn rồi, giờ nó hơi cao chứ bứng luôn đó, xuống mấy mương một bè không nên để. À, thấy nó ngon ghê luôn, nó ngọt ngay luôn á, măng này nè. Bảo đảm cái nhà nó ngọt ngay luôn, nấu mì ăn thì ghiền luôn á. Cái bụi này là Tuấn bứng ra mang cho hôm nay Tuấn bứng mấy mục rồi nè. Cái bụi này giờ đang lúa măng lên nữa nè. Nè, thấy chưa? À, thì như cái bụi tre này cái nhà thấy không có bàn cãi nữa rồi. Cái nhà thấy cái măng chưa? À, măng khủng luôn á, lên cái măng gì đó. Nó còn lên đi bên đây nữa nè, chứ không phải thôi đâu. Đó nè. Bên đây nó ú ra nè. Đó, còn bên đây nữa nè. Đó. Đó thì cả nhà thấy đây nè, bộ tre này cũng còn nhánh này cũng gì đó, cho nên là dài bữa Tuấn bẻ thấy gì đó. Đó. Ở bên đây cũng vậy nè, bên đây thì nó hết nhánh rồi, bẻ thì mới rồi. Bên đây thì mình đang làm cho nó lên măng rồi, bây giờ đang là lú măng rồi đó. Dẻo của Tuấn á, thì cái video của Tuấn bữa nay về vườn nè, tre tính là nói chung là về tưới cả nhà. Mà nước thì cái đập nó bị lỡ, nó ra hơi cạn cho nên chắc tưới cũng được, hồi nữa Tuấn xuống đắp và đập lại đó. Thứ hai đó là cái bữa nay là ngày 24-25 gì rồi, 25 tháng 10 mình rồi đó, cho nên là quay cái vườn tre tứ quý của nó, Tuấn là trồng một năm mấy tuổi đó đó. Mà mùa này là mùa khô, là hiện tại là nó có măng lên ra ra hoài, mà Tuấn đậy cỏ tưới phân tưới nước. Mà cái mùa này mình tưới nước là cái quan trọng nhất, cách bữa tưới bữa tưới là mình phải giữ mình coi làm sao mà cho nó có độ ẩm gì nữa cả nhà. Đó nè, cả nhà thấy không nè, đó nè, như vậy nó mới uống nước nè, cả nhà thấy chưa, rễ ra cắn nè, thấy không đó, như vậy đó nó mới được, nó mới đủ nước nó lên măng. Thứ hai nó mình tưới phân định kỳ, tưới nó nói rồi. Cái thứ ba nó thì mình tiễn cây đó, tiễn cây cho nó đúng cách. Thì thứ tư nữa là mình tiễn măng đó, thì tiễn măng này thấy không, những cái măng nào mà nó không đạt chuẩn, nó mọc cái bên ngoài nó nhỏ, cho nên mình phải cắt tiễn đi tặng cho nó lấy một măng sau nó lên bự hơn đó, nó đạt năng suất hơn đó. Thì cả nhà thấy cái video hay thì nhớ cho Tuấn một lượt subscribe, một lượt like, đặng có động lực làm những video lần sau. Còn bây giờ Tuấn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye cả nhà nhé.